mày cố gắng chạy lên đây thăm em. Thứ nhất là nụ cười tươi của em nè, à, xinh gái quá trời luôn à. Thứ hai là đến đây để mà vận động cho em, để mà em có thể là phấn đấu hơn nha. Dạ em cũng. Thì như nếu mà có ở trong nước hay ngoài nước thì có thấy cái quay cái clip này thì có, nếu mà có thương thì giúp đỡ giùm cũng, tôi cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân ở ngoài trong nước hay ngoài nước. Chứ giờ có biết sao giờ, nếu mà tại vì cháu tôi mất cái tay với cái chân mà mặt mày đầu óc còn tỉnh táo là mừng dữ lắm rồi, là cũng ông bà phước đức ông bà cũng để lại dữ lắm rồi đó. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, và đây cũng là quê hương của Bùi Hồ. Thì sau tranh đủ thời gian và làm ra, Bùi Hồ chạy đến đây để tìm đến một em gái rất là xinh đẹp đi làm phụ ba mẹ ở Bình Dương và bị tai nạn giao thông. Thì được biết về cái hoàn cảnh này đó thì Bùi Hồ được sự giới thiệu và Bùi Hồ xuống đây quay hoàn cảnh của em, tại vì hoàn cảnh của em rất là khó khăn và đáng thương luôn cô bác quý anh chị. Và đây là hình ảnh của em, một bé gái chỉ mới 17 tuổi thôi, và em chỉ còn có một tay, một chân sau tai nạn giao thông. Vậy thì cái câu chuyện đó như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để cùng gặp ông ngoại bà ngoại cũng như trò chuyện trực tiếp với Hân để hiểu thêm về cái câu chuyện này, cũng như là có phương hướng giúp đỡ cho em cũng như là ba mẹ của em, cô bác quý anh chị. Dạ, anh chào bà. Dạ. Bà là bà ngoại hả? Nghe anh được nói bà là bà ngoại. Dạ. Dạ. Ba với mẹ nó đi Bình Dương làm. À, rồi ba với vô ngồi đi ba. Ủa, hay ông ngoại lâu rồi? Có nói chuyện điện thoại. Dạ. Bà qua ngồi với Hân đi. Ngọc Hân thôi con. Dạ. Cho con cài cái nha. À, hiện nay thì Hân bao nhiêu tuổi hả bà? Dạ, Hân Tết này là 17 tuổi đó. 17 tuổi hả? Dạ. Con học đến lớp mấy con nghỉ không? Dạ, cuối năm lớp 8. Lớp 8 con nghỉ hả? Rồi mình bị tai nạn khi nào? Một bữa thôi mà. Lâu chưa con? Dạ lâu rồi, gần 3 tháng rồi. Gần 3 tháng. Con năm nay là bao nhiêu tuổi, nói cho cô bác anh chị biết được không? Dạ con 17. Em đẹp gái quá, ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ con làm Bình Dương. Ba mẹ con làm Bình Dương? Dạ. Con có mấy anh chị em? Dạ có hai anh em. Hai anh em. Con là thứ mấy? Con là Úc. Con là Úc hả? Còn anh của con đâu? Dạ anh con là trên Hồng Ngự. Anh của con là ở Hồng Ngự hả? Dạ. Anh của con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. 23 rồi. Anh làm nghề gì? Dạ sửa máy xe. Sửa máy xe? Dạ, như là ba xe là làm nòng xe, xấy nòng rồi đó. Đi học sửa hay là mở tiệm? À, đi học rồi giờ ra rồi làm công cho người ta luôn. Dạ. Học cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Làm công luôn. Ba mẹ của Hân là năm nay bao nhiêu hả bà? À, năm 79 á. Tại bốn mấy á. 79 là năm nay 44 rồi. 44 tuổi rồi. Hân có thể kể cho cô bác quý chị biết về cái tai nạn của mình không? Bữa đó đi chùa gì đó con nói. Dạ bữa đi chùa về trên đường về thì đi tai nạn. Lúc đó là con ở đâu? Dạ lúc đó con ở chùa Châu Hết. Ở Bình Dương hay gì? Dạ Bình Dương. Đi làm rồi đi về đi chơi hay sao? Dạ không, bữa Chủ Nhật đó. Bữa Chủ Nhật thì rủ mấy anh chị đi chùa cúng xong đi về mới bị tai nạn. Dạ. Đi chùa cúng xong về bị tai nạn? Dạ. À, con đi bằng cái gì, phương tiện gì? Dạ, xe máy. Xe gắn máy hả? Dạ. Con đi mấy chiếc xe? Dạ, hai chiếc. Hai chiếc, thì con đi một mình hay là sao? Dạ, con chỉ xe một mình. Chỉ xe một mình hả? Dạ. Một lần thì chị đó rủ đi thì chở nó. Cái bữa nay cái người ta có bạn rồi. Cái bà Lợi đó, Lợi nhà trọ đó, bạn ta chở đi. Rồi nó đi chơi dơi có mình thì sẵn đi luôn chứ rồi sao giờ. Là ba người. Dạ. Là hai xe ba người. Gần chỗ nhà trọ mẹ con ở không? Dạ gần.
Rồi lúc đó bị tai nạn thì bị xe gì? Dạ, xe đầu kéo. Xe đầu kéo hả? Xe ben, xe đầu kéo. À, container hả? Dạ. Rồi nó cán con. Dạ. Sau khi cán lên thì mấy bạn kia sao? Ừ, cái này con không biết. Còn là lúc đó con mất tỉnh rồi. Con mất tỉnh rồi, con không biết. Sau khi nghe kể lại thì có bạn nào đưa con dùng gì? Dạ, con nghe lại là có cô chú nào đó là căng tay ra giúp. Là dập nát tay con luôn? Dạ. Nát tay với chân? Không, tay thì nó lìa ra luôn. Đứt lìa ra luôn? Đứt lìa ra luôn, chứ còn cái da thôi. À. Còn chân thì dập nát luôn. Thì nằm đó là đi chung là con nhỏ chị em bạn đi sau, nó chạy trước. Rồi cái là mắc gì đó là tai nạn gì, cái mấy đứa này ào tới là cái số điện thoại của nó là nó hư rồi. Rồi nó không biết điện ba nó được. Rồi cái có cái cô chú nó thấy mà nó nằm, thấy nó còn thở, cái bắt đầu cô đó mới căng tay ra. Mới kêu là chiếc xe 4 chỗ là chở con bé này đi, thấy tội nghiệp quá, nó còn thở. Rồi cái là chở đi bệnh viện 112 giường á, ở Bình Dương á. Rồi đem đó rồi cái có mấy người kia, mấy nhỏ đi chung đó mới chạy về tới nhà trọ mẹ nó mới là cho hay, chứ đâu có điện thoại được đâu. Lúc đó có nằm bệnh viện bao nhiêu ngày? Dạ, hình như là nằm khoảng 2 ngày. Nằm 2 ngày hả? Là dạ. Con tỉnh lại hả? Dạ không, mà nó cho con hôn mê rồi luôn, là chuyển về cho gãy mới cho con tỉnh. Nhưng mà con tỉnh dậy á thì con thấy tay chân nó còn vậy thì nó con sao? Sốc. Con sốc rồi. Dạ. Nhờ có anh hai nó, anh hai nó động viên, nói là bây giờ là em mất cái tay với cái chân là hết nửa thân thể của mẹ rồi. Mẹ cũng buồn, bây giờ em còn sống đây là có anh với em, với ba, với mẹ là được rồi. Em đừng có nghĩ gì hết trơn. Nửa sau này là cũng có phương tiện rồi, ráp tay, ráp chân. Nói động viên nó dữ lắm rồi, nó từ từ, nó cũng lạc quan rồi. Bây giờ lạc quan rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ cũng ai cũng động viên, ai lỡ tới thăm cũng động viên hết trơn, ráng. Ráng cố gắng luôn. Cái chân con bên đây sao vậy? Dạ, lấy da để ghép vô tay. Lấy da để ghép vô tay hả? Dạ. Nghĩa là cạo da ra hả? Lóc da ra. Lóc da mỏng. Về chợ, về hữu nghị á. Vì cái chi phí điều trị rất nhiều tiền hả? Dạ, cũng trên như chắc cũng khoảng 200. Dạ. Cái tiền đó mình có. Dạ, cũng có một phần thì bên xe bạn cứ góp vô. Xe đưa vô cũng 150. À, bên xe đồng kiếm góp vô, còn mẹ lo 50. Dạ. Ừ. Mẹ, ba mẹ làm gì vậy? Làm công nhân á. Làm công nhân hả? Dạ. Cái việc mà ba mẹ làm công nhân có đủ sống không? Thì cũng như hồi lúc này nói với ba với mẹ nó thì ba người chắc cũng còn dư người nhà trọ, tiền ăn tiền uống này kia đó, hàng tháng thì cũng 5-6 triệu tiền lương. À, tôi nghe ông kể nói là thân là học lớp hết lớp 8 là nghỉ. Dạ. Thì sau đó con mới làm hồ sơ giả như là công ty để phụ ba mẹ đúng không? Dạ. Sao con không học tới lớp 12 luôn mà tại vì sao đi làm? Bây giờ là con chuyển xuống đây học nên con không có. Có nghĩa là sao? Là nhớ ba mẹ không? Nhớ. Nhớ hả? Dạ. Rồi nhà con ở đâu hơn? Nhà con ở Phú Lợi. Nhà con ở Phú Lợi hả? Dạ. Rồi hiện nay giờ đây ở với ba mẹ, ở với ông bà luôn? Dạ. Bà ngoại luôn. Tại vì nó bệnh vậy đó rồi phải ở với này nuôi. Ba mẹ đi rồi, làm mình đi. Chi phí sao ngoại? Thì chi phí đó cũng... hôm trước thì cha mẹ cũng dành dụm được mấy chục đó, rồi phụ vô, người ta đưa được 150 là phụ vô. Rồi từ hôm đó nay thì cũng Mạnh Thường Quân cũng đóng góp vô, với anh hai nó mần cũng dành dụm cũng có tiền. Rồi bây giờ Mạnh Thường Quân người ta cũng đóng góp vô, thì thứ hai này là đi lên
Chợ Rẫy khám coi rồi phẫu thuật, nếu đưa vô được thì đưa, còn nếu không được ta hẹn thì mình về. Đưa gì vậy? Hậu môn nè. Hậu môn, hậu môn để ngoài. Dạ. Trời ơi. Khổ vậy đó, tầm lum hết trơn. Thì hậu môn đó, ta nói đưa vô được. Dạ được. Hồi cái lúc mà mổ đi về Chợ Rẫy phải mổ thêm một lần nữa, là cái tay nó bị thịt nó ngoại tử đó, em mổ bàn ra, bàn ra rồi mới lại là hỏi gì chứ người nhà sao giờ để hậu môn con bé tự nhiên ha, sao cái mẹ nó cũng nói thôi giờ để tự nhiên mình đâu có biết. Cái tới chừng lên ca mổ, cái bác sĩ mới kêu mẹ bây giờ là con bé này cái chân của nó sát cái hậu môn quá, nếu mà để tự nhiên đi sợ nó nhiễm trùng cái vết thương, rồi bây giờ phải đưa ra ngoài. Cái mẹ nó hỏi chứ bác sĩ ơi, đưa hậu môn rồi đưa vô được không? Nói được chứ, khi nào lành cái vết thương thì đưa lại trở lại. Đi ăn uống của con sao không? Dạ ăn uống được. Cầm tay trái. Hồi đó thì cầm tay phải đúng không? Dạ. Giờ phải tập là cầm tay trái. Con đẹp gái quá à. Anh đẹp gái quá. Nụ cười có duyên tươi tỏ nắng chơi luôn á. Đi lại Mạnh Thường Quân, người nào nấy lợi thì nói dễ cưng quá, rồi ráng cố gắng đi rồi. Nhìn cười là thấy dễ thương liền á. Dạ. Rồi bây giờ là ráng. Dạ, ngoại bà ngoại là làm phải làm cái công việc gì để mà chăm sóc hơn? Thì ông ngoại già rồi đâu có làm gì, có mấy con ruộng ở ngoài hè đó thì làm, rồi với nuôi vịt, nuôi gà, chăn nuôi vậy chứ đâu có làm gì. Bà ông ngoại qua đây ngồi đi. Dạ. Khi nào là có mẹ của con bé này nè, là cũng gửi tiền về đi làm ở Bình Dương á. Ông ngoại bà ngoại có được mấy người con? 4 người, hai mẹ trai hai gái là người thứ tư. Người Úc luôn, người kế. Không có, rồi mẹ của con bé này nè, Hải Âu đó là thứ năm như Úc luôn. Giờ còn hai chị em đó. Ngày xưa là mình học, lý do là mình học không kịp các bạn, mình nghĩ là mình thấy ba mẹ đi làm xa. Dạ. Để cho mọi người biết. Dạ thấy ba mẹ làm xa. Nhớ ba mẹ hay sao? Dạ nhớ. Lúc trước thì có nghe là ông ngoại kể về cái việc mà thân để mình đi làm đó, thì ông ngoại có thể kể cho cô bác. Lúc ba mẹ đi làm thì nó còn ở nhà, cái bắt đầu nó mới xuống với ông ngoại ở. Bị nhà nó trong sâu xa xấu lợi á, rồi thấy vậy bé nó xuống đây nó ở mà cái nó bàn với ông ngoại, nó xin ý ông ngoại rằng cho con lên Bình Dương ở, chứ con xa cha mẹ em ở này con học đâu có nổi, thành thử buộc lòng mình để cho nó lên cha mẹ nó. Rồi lên trển một thời gian nó không có vô làm được công ty đó, còn nhỏ đó. Sau này nó mới mượn cái hồ sơ để vô làm công ty phụ giúp cha mẹ nó đỡ bệnh nào. Mà rồi cũng ta cũng biết là nó là còn nhỏ tuổi đó, không thể nào ấy đó, rồi cuối cùng ta thấy hoàn cảnh cũng khổ, ta mới nhận nó vô làm công ty. Thì công ty được một năm mấy rồi đó mới bị tình trạng bị tai nạn xảy ra cho bé đó. Hiện nay thì việc tái khám của Hân là mỗi một lần tái khám là tốn bao nhiêu tiền của bạn Hân? Hôm trước đi xuống với Hữu Nghị đó, rồi tái khám, rồi tin là vậy là tái khám vậy là mua thuốc ngoài không à, bác sĩ cho to rồi mình ra ngoài mình mua không à. Rồi xuống cái hỏi lành chưa bác, cái nói vết thương cũng chưa có lành không. Thì nói thôi bây giờ cho ta mua thuốc về uống, rồi chỉ hằng ngày rửa, sáng rửa chiều thôi. Rồi chừng nào nó lạnh đi rồi mới xuống dưới đưa cái hậu môn vô. Mà nhưng mà bây giờ đằng này, tại vì hồi lúc trước á, lâu rồi, ba nó cũng mổ đưa hậu môn ra ngoài vậy đó. Mổ ruột thừa nha, mà đưa hậu môn ra ngoài, cái đi xuống dưới Hữu Nghị đó, cái bắt đầu đưa vô cái nó bị nhiễm trùng, cái bắt đầu mới chuyển đi Chợ Rẫy nữa.
Thành ra bây giờ sợ quá, không dám đi xuống dưới. Bây giờ phải đi thẳng lên đó, tại vì hậu môn này ở bệnh viện Chợ Rẫy nó đưa ra. Bây giờ mình lên, mình khám, mình đưa vô lại. Là mỗi một lần đi đứng với lại tiền viện phí, tiền mà khám rồi luôn là khoảng bao nhiêu tiền một lần thôi bà ha? Thì uống thuốc đó. Nói chung ra là... thì hôm đó chỉ vì cái Đồng Tháp tới khám lần một à. Dạ. Rồi hôm đó tới nay là không có cái được nào mà để đi tái khám. Dạ. Mà bây giờ mình thấy vết thương nó cũng hơi lành rồi. Dạ. Là mình đi thẳng lên Chợ Rẫy để coi bác sĩ. Mình đi khám mà coi bác sĩ rồi nói là bây giờ đưa hậu môn cho được là mình nhập viện. Còn nếu mà bác sĩ nói bây giờ sức khỏe nó còn hơi kém gì đó, hay vết thương nó còn, thì bác sĩ nói để ngưng lại một thời gian 5-3 bữa nữa thì mình sẽ về. Việc Hân bị như thế này thì ba mẹ, cuộc sống của ba mẹ gặp nhiều khó khăn không? Thì vậy đó, lương công nhân mà đâu có tiền nhiều đâu. Thì một tháng thì nếu mà có tăng ca thì được 7-8 triệu. Còn không mấy thì lương cơ bản có 5 triệu mấy, 6 triệu à. Nhà trọ thì cũng còn ăn, cũng còn dư, cũng ít hơn. Dạ, dạ, cũng còn dư ít. Thì nếu hòa tiện hòa tặng thì cũng đỡ. Còn nếu mà không có hòa tiện thì cũng đâu có đủ sống như đó thôi. Rồi bây giờ về đây nhớ ba mẹ không? Dạ, nhớ. Mà cũng có điện thường xuyên. Sáng địa truyền điện, điện thấy mặt. Rồi anh hai cũng vậy, sáng điện, chiều điện, mới điện hồi nãy nữa nè. Hỏi ăn cơm chưa? Tôi ăn cơm đồ, em ăn cơm đồ bình thường hết hơn hơn. Dạ. Người đưa hậu môn vô rồi, em còn tới cái môn còn ghép giò. Ghép chân. Ghép chân. Dạ. Thì nó sát quá, sát. Mà nó nằm ở dưới này. Bị bộ nó cài lết dưới này nè, nó nằm cái vết thương nằm này ở trên nó thì nó lành, mà ở dưới này. Nên mình ghép chân cái hướng hôm đó ở trên Chợ Rẫy có gợi ý thằng anh của nó bé này nè. Là nếu nữa người nhà có khả năng để ghép chân cho bé không? Thằng anh nó dù muốn không gắn mà muốn thuê để kiếm số ghép, tiền để ghép luôn chút. Bác sĩ đúng là đưa cái hướng ra khoảng 200. 200 triệu để 200 triệu. Cái còn chân tay, không á, cái tay thì không có nói, tay nó cái chân nói. Thôi chân không. Ghép chân là thành cái chân bình thường luôn, cái chân là chân nhân tạo thì đó à. Cũng như cái chân nhân tạo thì nó có nghĩa là cái chân đó. Đi được để cho có thể đi được theo bác ha. Dạ à. Dạ là cái đó mình sử dụng hoài luôn không bác? Hoài luôn đó, là 200 triệu. Hoài 200 triệu bây giờ có mới, học bây giờ đó, mới điện mấy bữa rày nè, mới điện cho cái bác sĩ đó đó. Rồi nó để thứ hai lên. Để lên coi làm sao. Thấy Hân đẹp gái quá mà. Năm nay mới 17 tuổi à. 17 tuổi đẹp nhất con gái quá. Mà lại xinh gái nữa, anh trai chứ cũng xinh gì gì. Dạ. Anh trai có gia đình chưa? Dạ chưa. Anh trai thì mới 23 hả? Dạ. Chưa gia đình. Vậy là hai vợ chồng thì có một trai một gái ha. Dạ. Hôm nay thì anh đến đây á, thì do anh được ở Hồng Ngự á, anh được đi xuống cũng đi cũng làm có đồ. Xuống đây nữa hay gì dạ, cũng phải. Có gửi cho Hân 1 triệu đồng á bác, thì anh được nữa đó thì có giới thiệu cho con về cái hoàn cảnh của Hân, cũng như là con nhìn cái tấm hình mà anh được gửi qua đó thì lúc đó anh rất buồn ngồi. Nó nói trời ơi, bé Hân này quá đẹp gái mà mới 17 tuổi là tương lai thì còn rất là dài quá. Rất là dài luôn, mọi người rất là dài luôn. Yeah. Mà lại một cái nạn lại như vậy. Như là Hân có được gửi qua cho Bùi Hồ này, cô bác của anh chị. Dạ. Yeah. Bữa đó anh hiểu đúng 2 tuần nữa. Yeah. Nếu như mà Hân á thì không có bị tai nạn đó thì chắc có lẽ cuộc sống nó phải dư. Dạ, dư. Ai cũng có thể lao động được. Dạ, là cũng như là hai vợ chồng, hai đứa con là làm hết. Là cũng phải có tích lũy một số rồi. Bây giờ gây tai nạn gì cũng phải giờ để dành. Tai nạn thì không ai muốn không. Quá xui. Dạ, tai nạn thì nó xảy ra.
thân thì còn hiện nay thì còn trẻ, em phải cố gắng lên. Cũng có rất là nhiều người quan tâm đến em. Thì anh nói anh thì cách đây cũng mấy chục cây đó, anh cũng đi công việc nhưng mà cố gắng chạy lên đây thăm em. Thứ nhất là nụ cười tươi của em nè, à, xinh gái quá trời luôn à. Thứ hai là đến đây để mà vận động cho em, để mà em có thể là phấn đấu hơn nha. Dạ em cũng rồi, cố gắng để mình coi như ba mẹ mình, cho ba mẹ mình yên lòng. Dạ. Để mà mình ba mẹ mình lao động nữa để hoàn thành như mình. Dạ. Với lại mấy anh cũng hy vọng là em mà để thời gian tới ví dụ như hết bệnh rồi đó thì mình có ở nhà hay là đi lên ở chung với ba mẹ. Dạ, chắc ở nhà. Ở nhà với ông ngoại bà ngoại luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi lên trển rồi con mình ở nhà cũng buồn. Rồi với lại hơn nữa nhà trọ cũng eo hẹp đó, nực nổi, nóng lắm. Sử dụng ở trời dùng cao, thử ra nắng nó hầm, chịu không nổi. Thành ra nó mình ở quê thì dùng gì cũng có vườn cây nó mát. Dạ. Mà đi gắt tôi cũng không cho nó đi đâu. Dạ, ở đây, thôi ở đây đi cho... Mình nuôi nó quen rồi. Dạ. Xa nó thì cũng nhớ. Dạ. Ông bà có mình, ông bà ngoại ở nhà mà hân thì có hân cũng hữu hỷ. Dạ. Gặp cười không là nụ cười tỏa nắng hơn diễn viên nữa. Tối ngày chọc ghẹo nó không à, nhọc ghẹo cho nó cười vui nó phải vui lên nha. Dạ. Gặp anh vui lên đi cho vui nha. Dạ. Cũng có rồi. Hân thì em có thể hiện nay thì em có một cái ước muốn gì không hơn? Có một cái mong ước gì sắp tới không? Nói đi trong con mọi người có ai giúp được không? Dạ không, giờ thì chắc không làm được cái việc gì, chắc là em sẽ học nghề hoặc là bán hàng online. Chỉ bán hàng online hơn. Dạ. Hay là học nghề vậy đó. Bán hàng online cũng được, nhờ anh hay bà ngoại hỗ trợ sắp hàng tiếp. Dạ. Nếu học được cái này online đó thì có ngoại ngoại là phụ. Dạ. Thấy hơn nhiều thấy thương quá. Hôm nay thì con đến đây thì nói chung là cũng cũng hồi trước tiên thì con sẽ đến thăm Hân thường xuyên hơn nữa. Trước tiên thì con quen về cái hoàn cảnh của Hân cũng như là sự cố vừa rồi mà Hân gặp phải, thì con vợ cho hỗ trợ cho ông bà còn lại để chăm sóc Hân. Con thì gửi cho 500 với lại một chị ở Canada. Yeah. Gửi cho một chị giấu tên ở Canada, gửi cho con 500 ngàn nữa nha. Dạ. Dạ em cảm ơn. Rồi mai là đi tái khám hả? Bữa thứ hai. Thứ hai. Dạ. Thì mong cô bác của anh chị mạnh thường quân có xem được video clip này của Bùi Hồ thì cũng chút quan tâm để cho sau khi bé Hân hoàn thiện về cái phần mà hậu môn để vô trong đó. Thì để Hân có một cái đôi chân vững chãi trong cái cuộc sống. Và vì cái chi phí nó lớn, nếu như mà ông ngoại bà ngoại thì biết thì nhà ngoại thì thiếu thốn thì không thiếu, đủ ăn thôi. Yeah. Nhưng mà vì cái của cháu thương quá nên phải cu mang cho ba mẹ đi làm tiếp. Yeah. Nên anh thử là cũng khó khăn, nên mong cô bác quý chị có lòng hảo tâm Bùi Hồ xin nhận động để mà hỗ trợ cho Hân có một đôi chân vững chãi vì cuộc đời của Hân còn rất là dài. Dạ. Dạ. Bà ngoại có muốn nói gì không? Thì như nếu mà có ở trong nước ở ngoài nước thì có thấy cái quay cái clip này thì có, nếu mà có thương thì giúp đỡ giùm, cũng tôi cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân ở ngoài trong nước ở ngoài nước. Chứ giờ có biết sao giờ, nếu mà tại vì cháu tôi mất cái tay với cái chân mà mặt mày đầu óc còn tỉnh táo là mừng dữ lắm rồi, là cũng ông bà phước đức ông bà cũng để lại dữ lắm rồi đó. Dạ. Là cũng không có gì, là vậy là cũng quý dữ lắm rồi. Bây giờ ăn uống là bình thường khỏe hết rồi đúng không? Dạ. Chỉ còn có cử động thôi. Chào về nha. Dạ. Hôm nào cố gắng đi. Rồi mai mốt thì anh sẽ lên thăm em nha. Với lại ông ngoại bà ngoại kìa. Dạ.
Dạ. Vì cảm ơn chú ạ. Dạ.